Chào quý vị khán giả của Đồ Gỗ Hoàng Cường nhé. Hôm nay rất hân hoan giới thiệu đến quý vị khán giả một sản phẩm nữa mới xuất xưởng tại cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Cường. Thì đây, trước mắt quý vị là một bộ bàn ăn gỗ đỏ dành cho gia đình. Đó. Với mặt bàn nguyên tấm, kích thước là 80m8, dày nguyên tấm 3 phân nhé. Và 6 ghế, thì mình có thể ngồi 8 ghế cũng được, tùy theo nhu cầu của quý khách thôi. Hiện tại bộ này mình lên trưng bày thì là 6 ghế. Như quý vị có thể nhìn ngắm được cái sản phẩm này này. Mình chọn lọc bông vân rất là kỹ lưỡng nhé. Chất liệu gỗ thì mình lựa là gần như là không tì vết. Chọn lọc thì phải hàng bông vân. Đây, quý vị có thể ngắm nhìn thấy này. Nó là chiếc mặt bàn. Mà cái điểm đặc biệt nhất của nó là dày nguyên tấm 3 phân nên là cái giá trị của nó về lâu dài rất là cao nha quý vị nhá. Đây. Và cái đặc biệt cái điểm nhấn riêng nữa là mình sẽ làm cái hàng này nó trơn không chạm trổ gì nhá. Để cho quý khách có thể sử dụng một cách là dễ chịu nhất. Chân vuông 10, cao 75, vai 10, dày 2 phân rưỡi. Đó là những cái chi tiết của thông số của cái bàn này. Ở đây là mặt ghế này, dàn ghế này, quý vị có thể ngắm nhìn cùng. Tất cả mặt ghế đều cưa từ một khúc cây cưa ra, bông vân chọn lọc. Bên này nữa. Mặt ghế thì dày nguyên tấm 1/3 nha quý vị nhá. Cái ghế này đặc biệt là mình sẽ tạo một chút điểm nhấn riêng cho nó này. Quý vị có thể thấy này, thọ giữa này, hoa lá tây đan sen. Đây này, đây cũng chữ thọ luôn, hoa lá tây. Đó, một chút điểm nhấn để cho nó có cái đặc biệt riêng ở trên cái sản phẩm này. Rồi. Thì giới thiệu cho quý vị là mình sản xuất trực tiếp nhá. Khi quý vị mua hàng bên Đồ Gỗ Hoàng Cường là trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian, không qua cửa hàng, không tốn bất kỳ một chi phí nào hết. Quý vị chỉ nhấc máy lên alo với số điện thoại là 0933 395 673 là mình sẽ giao hàng tận nơi. Quý khách kiểm tra ok, thanh toán cho Đồ Gỗ Hoàng Cường. Đó là một vài chi tiết. Thì quý vị có thể theo dõi những cái sản phẩm mới nhất bên cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Cường tại kênh YouTube Đồ Gỗ Hoàng Cường và kênh TikTok cũng là Đồ Gỗ Hoàng Cường luôn. Ngoài ra thì trên Facebook thì mình có fanpage cũng tên là Đồ Gỗ Hoàng Cường, chuyên vân gỗ hàng ngàn năm tuổi. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Rồi, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.